lại trong người thân mình. Thật ra mà nói mệt thì có mệt, vì thầy làm từ 7 giờ mấy sáng tới giờ, nhưng lòng thầy rất vui. Vui vì trong một kiếp đời thầy làm tròn bổn phận hiếu thảo của người con, không uổng công mẹ thầy sinh ra thầy. Thầy ý thức rằng người ở thế gian này trả hiếu cho mẹ cha không phải là mua nhiều thịt bò, thịt trâu hay là tất cả quà cáp về đứa mẹ, mà là sống làm sao cho mọi người đừng đai nghiến mắng nhiếc con của mẹ mình là những điều sai quấy. Có phải vậy không quý vị? Thầy xin hỏi các cụ, cụ nào thích con mình mua hoài mà về ăn nhậu quậy quạng, giơ tay lên thầy nghe. Có ai thích không? Không. Và thầy biết chắc một điều, đứa con nào mà làm được điều lành hàng xóm người ta khen con bà ngoan, con bà giỏi, thì đây là hạnh phúc nhất, phải không quý vị? Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô. Cô đã cho thầy trở về quê hương. Cùng cảm ơn thầy nhiều lắm. Cùng cảm ơn thầy. Hồn của thầy, trong tâm của thầy nãy giờ, thầy như đang gần với mẹ thầy. Cô bác có biết không? Có những khi vì cái nghiệp này mà một năm thầy về thăm mẹ được có 2 lần. Thầy nhớ mẹ thầy lắm phải không? Thầy rất nhớ mẹ thầy. Thầy còn hạnh phúc hơn con. 15 năm rồi con sống một mình con, ôm con đứa bé có một mình con. Ông bà con bé